bao xa có ai đi, Bắc Lệ bao xa ai đi chiêm bái, phải qua đền đèo. Châu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu, chim mà oanh díu dít bên lầu. Tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng thành. Đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất nơ sỏi đá ong, một bầu sơn thủy thông dòng. Thong dong đồng đăng biên giới, chỉ cùng thất khê trăm thứ quả hải. A Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhật a thiết cung tình a nhất tâm đình a lễ nam mô bổn a sư Thích Ca Mâu Ni. Mười tám tháng ba thì hội đại diện của mẫu ạ, dạ thanh đồng của phù thị nữ con ạ, a di đà phật, đại hiệu đồng là huyền vi ạ, hiệu điện là thánh cô linh tử thứ ba minh vương quan hùng phú thọ, và thanh đồng nguyễn tuấn oanh con hiệu đồng là diệu huyền cung ạ, hiệu điện là bản điện nghiêm chân điện thị trấn hòa hòa, khu chín thị trấn hòa hòa huyện hòa hòa tỉnh phú thọ tỉnh việt nam. Dạ ngày hôm nay là ngày 18 tháng 3, là ngày lành tháng tốt ngày cúng tháng tiên, dạ thanh đồng họ phù con nhất tâm tưởng và tâm cầu du chiếc lễ nghi hoan ngươi quả ngọt ở đơn canh sơ tờ vàng đánh trạng hàm bắc phù tiểu hình hài mã về cửa của cô chín đền sòng ở khu sáu bắc sơn bình sơn thanh hóa để cầu cha hầu mẹ hầu vua hầu mẫu của chầu hầu cô và thanh đồng họ nguyễn con trợ duyên trợ phúc con nay con đi giơ tay lệnh đỡ và con cũng về cô để xin cha mẹ ban tài tiếp lộc a di đà phật phù hộ độ trì cho. Dạ thanh đồng họ cùng con hôm nay hầu cha hầu mẹ hầu vua hầu mẫu của chầu hầu cô để tặng đạo. Dạ a di đà phật, nam mô a di đà phật. Thank you.
tiệc mờ tung dung như tiết hội ngày lành. Ngày lành thanh đồng họ cùng con mở tiệc tung dung thình tam tòa tiên thanh hội đồng màu sáng đền duyên đệ nhất tiên duyên cung thịnh mời mau đệ nhất tiên duyên đồng phóng chi thắng sẽ loan ra ngự đồng hầu hương xa nhật pháp rơi mông ân chư phần này hồi tấn cao văn tùy sĩ kết thường vân thanh nghi phương ân chư phần hiền toàn thân nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát sẽ loan thanh giang hồi cung đệ nhị địa tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên vốn xưa mẫu ngữ trong đền này song sương A Di Đà Phật lô nhang xà diệt pháp rơi mong nguyên chư Phật hải hội tất giáo văn sứ tân tùy kết thanh ý tương vân chư Phật hiện toàn thân nam mô vân cái Bồ Tát Ma Tát nam mô vân cái Bồ Tát Ma Tát nam mô vân tam thánh gia hội mau đệ tam thanh tiền cung thịnh mời mau đệ tam thanh tiền ngọc hồ thần nữ mau ngự đền thoại cung dương chi tinh thì biến sai tam thiên tính không bán đức đợi nhân duyên pháp giới quảng tăng diên diệt tội tiêu khiển hóa diện hóa hồng niên nam mô đường thanh địa bồ tát ma ha tát nam mô đường thanh địa bồ tát ma ha tát nam mô đường thanh địa bồ tát ma ha tát sơn loan thanh dương hồi cung có lệnh truyền ra đức thánh ông ngài có lệnh truyền ra các quan thái độ đều là chữ dinh vốn nguyên xưa đôi bên tạc vui nghe đôi đủ mọi tài chớ đạo ôi nghĩ tan qua văn thời vang đức vang xa vô thời tháo lửa can qua quân kéo đi đường đường chinh nghi chinh nghi nghi cơ đội nào nghiêm chỉnh nghi nghi trước sau thuyền bè trên bộ đua nhau thank you.
diệu quang minh chiếu đàn trung nghi nga tích tăng cúng rằng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trường vương. Văn sứ dâng lên tường lai, văn sứ dâng lên linh ông về tâu đôi chép viên rõ ràng về cho đệ tử bình an. Đồng nguyện bình an ông phê họ phục bình an đi cửa nhà phú quý khang linh thọ trường ông phê phúc lộc đôi đường. Yên ngôi chính vị, ông mở kho ban tài tiếp lộc,
lộc cần ông đem đến, lộc sao ông đem về để cho ghế của ông được đông con nhan bát ngàn đệ tử ha. Ông ban khen cho các gia các chủ bách chân trong họ cung đàn tiếng hát đồng anh đính chị. Nhà nào lộc đấy, người nào phúc đấy, phúc lộc đề đa gia đình hạnh phúc ha. Quân quân kêu đi, đường 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 chính chính chân thi mở mang năm hải đức đệ tam song dõi biên rõ ràng ông phê đôi chữ bình an, đôi hiến bình an ông phê họ phục bình an, cửa nhà phú quý khang linh thọ trường ông phê phúc lộc đôi đường. Quỳnh dâng tiến
ý nghĩ nhiều bản loan vào chúc nghi chén rượu trường sinh chuộc đức ông nghi ngài vạn tuế khang linh ông về giang phúc ý, cho muôn dân là đều an cát khánh Phật tấu đối lại ông. Tấu lại đức thánh đệ tam, ngài sẽ may bước xuống mà ngài sẽ được bước lên. Ngày hôm nay ngài về ngài chứng lên chứng phụ chứng cho hỏng của con dạ nhất tâm tưởng vạn tâm cầu tiếp lễ nghi hoa tươi của ngọt tử thanh sơ sở vàng cái chạm hạ và phù điều hình ai cũng mã dạ về tại đền cô chính xong ở sáu bắc sơn vì sơ sanh hóa để hầu cô hầu thấu hầu châm quanh có kim chi ngọc điệp dày dày hai xưa nhất phong quyền này trên tòa vàng công ơn đức thánh dưới triều đình phục sự đôi cô của tối lên tôi tốt nương nhờ hai xưa nhất phong quyền này của trong tay mặn mà
mặn mà lá xanh nhỉ. Kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trường vương. Văn sớ dâng đến tường đại văn sớ dâng đến cô về tâu đôi chép viên rõ ràng về cho đôi chữ trường sinh. Họ nguyện trường sinh cô về họ phục trường sinh. Cửa nhà vô quý khang linh thọ trường cô về phúc lộc đôi đường. Quân nghe kêu
đường đường chinh chinh nghi cứ đôi nọ nghiêm chỉnh nghi trước sau đoàn thánh gia hồi cửa suốt tờ mờ nhắc trong giờ cửa suốt tờ mờ chiếc thoi cô bé lập lờ thì ở đông hãy chưa tiên trường vương sớ điệp dâng lên kim ngân họ nguyễn họ phụng con văn sớ dâng lên trình cô cử suốt nghĩ cô về che biên cô phê cô cũng tốt niên đôi chữ bình an cô phê đôi chữ bình an cửa nhà phú quý khang linh thọ trường cô phê phúc lộc đôi đường chính
thành ra hồi lập ở hướng đông ngôi đền thờ, lập ở hướng đông đền thờ cậu bé của ông dập dìu thành ra hồi tam vị chúa mường con dâng văn tam vị chúa mường thiên chúa đệ nhất nhi dâng để nôm ma nay chúa mường chúa ma ni anh ni linh ni thank you.
lộc nghề tài chưa mới ban ra, quân vương hội họp để đạo tàng ngày. Chúa ban cho giải tốt lụa dày, bọc lộc năm ngoái năm xưa. Họ phụng con đi, họ nguyện con khuya sớm phụng thờ. 30 mùng 1, 14 hôm rằm, 30 mùng 1, hôm rằm 14. Điều sớm chiều ca vàng, thấy ơi bề bạc rừng vàng. Chúa đem cho chăm họ giàu sang đời đời, Chúa đem cho chăm họ đời đời giàu sang.
bay nhảy dưới chân đèo suối này hành vân nghe như gió rụng mây vờn cỏ cây cũng nghi muôn tận ngần và vẻ gần xa có đầu bay biết đi hỏi khách rằng ai biết đi ai hay địa linh cảnh đã đặt bày nơi đây nức tiếng từ ngày hậu chốn sơn khê có nhà tích thiện ứng mộng thần mãn ni nguyện khai hoa sinh ra nữ dáng hình nhị hài nhưng niềm một nỗi nhớ người nhập mà tâm những âm thầm sâu khổ ngập xưa nay kim mi cổ mấy ai chắc rằng tiên nữ trên trời vì duyên ni hay nợ xuống nơi hồng y chân nghe vai đầu quỳ dâng lên tam bảo độ trì mười phương chưa về đồng làm lễ dâng hương lên sáng tựa hào quang song đang chưa múa dịu dàng mẹ bay thắt lưng đai giọt ăn giọt dài trong đền chưa muốn đẹp làm sao được tiền tỏa sáng soi trong đền chưa muốn đẹp làm sao rừng mịt mù ngàn treo leo nước non mịt mờ đưa chảy về đâu đưa chảy về đâu đi lên ngàn chưa đi xuống xuôi thơ hấu vang vang cả núi đồi vang là vang 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 cả núi đồi ơi rừng ơi núi ơi rừng ơi núi ban nở trắng mùa thu về bóng hoa cúc vàng tươi dốc 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 bên sườn núi sau lưng đèo người mèo ta hót dốc 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 bên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi về ừ
lộc nghề tài chưa mới ban ra, một vương ngồi họp để đạo tháng ngày. Chúa ban cho giải tốt lụa dày, bọc lộc năm ngoái năm xưa. Thành đồng con khuya sớm phục thờ, 30 mùng 1 ngoài tứ hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm mười tứ. Hai tài hai lộc chúa ai dành cho thanh đồng, 200 hoa đem về giấc mơ, đồ cho đồng phúc đặng ai qua. Sớm chiều ca vàng, tay cưới bê bạc rừng vàng. Chúa đem cho dân họ giàu sang đời đời, Chúa đem cho dân họ nhà nhà giàu sang. Lên non cho bước lên non, chỉ mót véo vò chỉ khe ta lườn tung tăng, đồi núi bao la sư phụ nhạt nhòa. Thương đồng chưa loan dáng về đây, trên ngàn gió quấn rung cây, cất cao tiếng ngót hòa vang câu ca, cất cao tiếng ngót hòa vang. Chân thì đau xót nhớ khi xưa thái tổ chiều đêm, một người con gái thôn quê. Phép thiên linh nghi ứng thay là bói ra khắp mệt đi. Điểm lành dự ở trong phù diệp, phép linh tiêm bói phép kỳ lắm, chắp xanh đào bồng trời ban. Khắp thôn dân ngày thường ngưỡng mộ, hai câu trầu mang đến mà dâng nghe, trước là xin một quẻ xăm nghe. Trước nghe là xin đi một quẻ xăm, sau là kính cẩn trả ơn ni dâu điều. Rừng bố hạ mỹ miêu lừng lầy, phép sơn trang đã dạy kinh đô, tôn xưng thị yêu nguyệt hồ. Đoàn thánh gia hồi năm tháng cao mai quê nhà, thịnh bản đức chúa
chú bà Đệ Tam Nguyên. Chuyện cung quê triều đình soi tỏ cung thịnh mời tiên lê chúa để ta mê quyền hành cai quản sự trang. Diệt nê lưu tà tinh chúa sai vạn vạn bình hùng. Trong đền chúa múa đẹp làm sao được
sáng soi trong đường chùa đẹp làm sao. Đang nghe ai thấp thoáng bên lầu, song đang tiên chúa mùa hậu mau vương nhắc trông lên sáng tựa hào hoa. Song đang chúa mùa dịu dàng bẻ bay, thắt lưng đai giòn ngăn giòn dài. Tay cầm đôi đuốc chân đi hãy theo hoa, chưa đẹp như sao bắt đầu ngân hà. Đẹp như sao bắt đầu ngân hà, như trăng rằm tháng tám nở rộ trước mùa xuân. Chưa đẹp như tiên nữ giang trần. Đi tới đâu, đi tới đâu có đón hoa chào, chú về bách điều sớm chiều ca vàng. Hãy gửi bê bạc rừng vàng, chú đem cho trăm họ giàu sang. Đời Chúa đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Tay lá tiên tia lá viên thành, hai tài hai lộc Chúa hãy dâng cho thanh đồng. Hai trăm hoa đem về dâng mơ, đồ cho đồng phúc đặng ai qua. Lộc nghề tài chưa mới ban ra, một phương ngồi họp đi đã tháng ngày. Chúa ban cho dài tốt lụa dày, bọc lộc năm ngoái năm xưa. Bách gia con khuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Dốc dốc bên sườn núi gió lên đèo mèo ta hót. Dốc 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 bên sườn núi gió lên đèo mèo đi về. Ông tôm cua cá khi chưa măng vào
bầu rượu tâm yên Chúa Ba Bình. Nơi họ phụng con ni gặp mi gối tâu quỳ, mời Chúa Loan Giáng đỡ chìa chân tâm. Có chữ cương thường treo cao giáng ngọc, chữ công dung tư đức thiên vi. Nay Chúa về phát lộc ban tài. Chúa ban hết nay Chúa của con ngoan dương nào, ngày hôm nay tiên bạn văn chầu đi à. Năm yếu rõ ràng bạn cả đức Chúa bà năm phương. Quan ni Chúa năm phương, sang viên đất nước ni vẫn ni còn sự sanh ni Chúa Giáng sinh, dòng họ vua đầu canh ni. Chúa Giáng sinh dòng họ vũ đầu canh, hình dung nhan sắc nghi như là thần tiên. Này thuận biến đi về nơi ban cảnh, Chúa Bà sai cô mi nữ hầu dâng địa linh nghi thiết nghi lập niệm một tòa ngũ phương nghi ban nghi cảnh nghi Chúa Bà vào ra. Này trong canh ba nửa đêm giờ tí, Chúa Bà sai cô mi nữ hầu dâng nón dầu áo thắm hải hương. Con biết Chúa Bà tay lạy miệng văn, Chúa thương những kẻ khó nghèo, giáng tay bồng nghỉ lộc Chúa Bà ban đi cho. Làm lễ
dâng hương. Lục cung nhiên ân ai vốn dòng sơn trang tình chùa hay bằng chúc bằng già ý nghĩa cây trầu trình con đã dâng lên trước trình Phật thánh sau con trình vua cha con trình lên chúa và năm phương với đầu quan lớn trình tòa sơn cha con trình lên chùa điện trên ngàn ý-a-a. Hội đồng quan lớn trình tòa sơn cha con trình lên thập nhị tiên đàng sơn trang con trình lên thập nhị các tiên đàng chúa về chúa chứng tâm cho chứng tâm lễ vật lòng thành hôm nay cười chầu chỉ con đã dâng lên cười chầu trình con đã dâng lên trước trình Phật thánh sau con trình vua cha con trình lên tiên chúa trên ngàn
chiều sớm chiều cá vàng, tay ơi bê bạc rừng vàng, Chúa đem cho trăm họ giàu sang đời đời, Chúa đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Lộc nghề tài chưa mới ban ra, quân vương ngồi họp để đã tháng ngày, chưa ban cho giải tốt lụa dày. Tay hoa tiên tia lá viên cành, tiền nì bằng dây, ai thấy Chúa bà tay lấy miệng văn, con đầy Chúa thương nghi nhưng nghi kẻ cơ hàn.
nha tập cờ diệu quang minh chiếu đàn trung nghi nga tích tăng cúng giang kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trường vương. Đời chữ bình an quan phê họ Nguyễn họ Phùng bình an cửa nhà phú quý khang linh thọ trường quan phê phúc lộc đôi đường. Trường sinh chúc tôn quan ngài vạn tuế khang linh ông về giang phúc ý cho muôn dân nà đều an cát khánh. Phương diện mà lạnh răng
khắc thường. Dâng lên trình quan tam phủ chép biên rõ ràng quan phê họ Nguyễn họ Phùng bình an, họ Nguyễn bình an quan phê họ Phùng bình an, cửa nhà phú quý khang linh thọ trường quan phê phúc lộc đôi đường. Bàn tiên ngồi đàn hát vui chơi.
tiếc bàn loan nhiên động xong rồi đang vẫn ra vũ sang trời nước người. Cũng có phen sông cầu sông hát, khi lên gầy khi lên gầy xuống thác ra khơi. Có chiếc thuyền rồng trăm mái treo bơi, ngã ba sông Bạch Hạc là nơi đi về. Trời giáng khê lên ngàn con xuống biển, lánh danh từ quý điện danh làm. Đền thờ Quan Tam tiếng kiệu vàng, Long Môn hộ phục thành bàn uy nghi. Này hoa tức thì ra lâu đài điện khắc. Dâng nước về thủy quốc một phen. Cùng có phen lấy ngọc liêu ly, đùng đùng dâng nước phép thời ai đâu. Quan qua đại giang, qua đại giang, sông Thao sông Cà, kéo quân về đông ngã ba sông. Vui sướng ca đàn hát quan tập tành, thơ ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời. Mái thuyền non nổi dòng xích minh, đưa quân trèo du lịch bốn năm phương. Cùng có phen tuần thủ sông Hương, trở về tỉnh Bắc quê dương sông Lục đầu. Này khắp sông đầu, khắp sông đầu, sông cầu con sông ngắt. Khi lên gầy xuống thác ra khơi. Có chiếc thuyền rồng trăm mái treo bơi, ngã ba sông Bạch Hạc là nơi đi. A Di Đà Phật, cầu xin quan lớn cho con ba nguyện cầu. Nguyện thứ nhất là giang phúc trừ tay, đồng gia thịnh vượng ai ai cũng thọ trường. Nguyện thứ hai buôn bán trăm đường, tiền tài lưu loát bạc vàng để đá. Nguyện thứ ba cho công hầu đặc lễ, họ phục con vô quý dài lâu. Nhờ ơn quan lớn phúc lâu giàu bền, phúc lâu giàu bền. Nay mái thuyền non nổi dòng sông xích mích mình, đùa quân trèo du lịch bốn năm phương. Cũng có phen tuần tù sông Hương, trở về tỉnh Bắc quê dương Lục đầu. Trời giáng khê lên ngàn con sông biển, lánh giang từ quý điện danh lam. Đền thờ Quan Tam tiếng kiệu vàng,
Long Môn hộ phục thạch bàn uy nghi. Thành ra hồi tiệc bàn loan tỉnh mời quan đệ tử vốn con trời cao ngự tiền cùng trời trời sông sông của phong anh ma hồi họ phục con khấu đầu đốn thủ tiến văn hầu quan đệ ngũ tuần tranh lâm liệt tung hoành người giao uy lâm liệt tung hoành người chữ ta sát niết quỷ nên danh y tương tài chép mi hùng chiều thập mà bát ni đất ni đất địa linh bạch hạc ý phong châu dựng nền xa tắc dài lâu nhớ ơn tiên ni tổ đời sau y dõi truyền truyền quân bộ đôi hàng thiên binh vạn băng hằng hà kéo ra lệnh truyền cơ đội vạn cơ vàng mã dựng lên kim ngân họ phụ ngò nguyễn con vàng mã dựng lên trình quan đệ ngũ chép biên rõ ràng quan phê đôi chữ bình an ngân vàng sớ dâng lên quan về thâu đôi chép viên rõ ràng phê cho đôi chữ trường sinh nhì tả bút phê sai triển khai tả bút phê sai cảm viên chư tướng lương lai đáo đàn quân truyền quân bộ đôi hàng thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệ truyền cơ đội vạn cơ
tịch ý, 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 tôn quan thân nề thực định nghi trung quân nề dằm tháng hai đặng nhật na sinh thần nề hai nhăm tháng năm hiền hoa muôn dân nên đạo câu sông tranh nghi ơi ơi bên đi sông tranh trăng nước còn khi một một trận trận tung hoành lâm liệt oai hùng gươm trang si mà ngàn năm lưu để trả lời có quan đệ ngũ chính người trong phụ linh dòng nước sông tranh đêm ngày vẫn chảy sóng tuôn trào cuồn cuộn về đâu chúng con nhớ ơn người trang sĩ lập nên công ngàn năm ghi nhớ quan tuần tài cao ngựa chiến sông vô quan giơ chân thánh gia hồi vui vẻ bên dòng sớm hôm mai cho ba đến nhất vui vẻ đền dòng ngày chơi phủ tiếng lầu hồng và ô giang thánh gia hồi tiên thánh thương ngàn dân văn tiên thánh trên ngàn đông phương tuần quan ý nghĩ sáng ngàn đàn hôm nay trên thượng ngàn chim mi bay về ngàn cánh khuya nguyệt lặn sao tàng
biết khoan đi khoan nữ trèo vào nay đứng gặp gành đôi thấp mà núi cao ý à. Bà sai đốt chiều lục công đang ăn
dòng sơn trà tinh trùng hay măng trúc măng già hoa tre măng lửa cơm làm trà đưa cũng có khi sụp ai đi luôn dáng về đây trên ngàn là do quấn rung cây.
cất cao tiếng ngót hòa vang câu ca, cất cao tiếng ngót hòa vang câu ca. Trời một bầu chim, chim em bay dập trời hòa mình trong lắng sóc cao sườn đồi, kìa con suối uốn quanh đồi đồi, hài hoa xa trời khắp nơi. Chim bay níu đó sông vàng hát tiếng ca vang. Núi núi cao mặt núi, mây đứng trời nắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.